Hello everybody, nice to see you again. Let's study a lie together. I'm a teacher from Chu Văn An School. Cô chào các em khối 6, rất vui vì gặp lại các em. Now, listen to the song please and answer my questions. What's Suho doing? And what's Hana doing? Các em sẽ nghe và cho cô biết bạn Suho đang làm gì và bạn Hana đang làm gì ha. What are you doing, Suho? I'm cleaning my room. What are you doing, Hana? I'm playing basketball. What are you doing, Suho? I'm cleaning my room. What are you doing, Hana? I'm playing basketball. Now, what's Suho doing? She cleaning her room. Yes. How about Hana? What's Hana doing? She playing basketball. Suho thì đang lau phòng. Còn Hana thì đang chơi bóng rổ. How about you? What are you doing? You are studying online with me. Các em đang học trực tuyến cùng với cô, đúng chưa? Now continue to study Unit 12, Sports and Pastimes. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài 12, Thể thao và giải trí. 8, 2 and 5. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần A2 và A5. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ gồm có structures, những cấu trúc câu, exercises, những bài tập để xem mình có hiểu bài hay không ha. Now, open your books and notebooks please. Mở sách bài 12, phần A2. Chúng ta bắt đầu nào. Let's begin. A2, ask and answer. Ở phần này, các em sẽ luyện tập hỏi và đáp theo hai mẫu câu sau đây. What is he or she doing? What are they doing? Anh ấy hoặc cô ấy đang làm gì? Họ đang làm gì? Và câu trả lời chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ha. Now look at the picture please. Cô có một tranh mẫu ở đây. Khi cô hỏi What is she doing? Cô ấy đang làm gì? Vậy các em sẽ trả lời thế nào? She swimming. À, cô ấy đang bơi ha. Next, how many people are there? There are two. Có mấy người trong tranh nào? Hai phải không? Vì thế các em sẽ sử dụng chủ từ là they, là họ ha. Tự đặt câu hỏi được không? What are they doing? Các câu trả lời, they are playing tennis. Họ đang làm gì? Họ đang chơi quần vợt. Do you understand? Yes. Now, you have some exercises. Đầu tiên, các em sẽ có bài tập xây dựng câu với từ cho sẵn. Và nhớ là chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ha. For example, cô có ví dụ nào? Từ cho sẵn, Trang wash her hands with soap. Vậy cô sẽ viết thành câu như thế nào? Trang washing her hands with soap. Trang đang rửa tay với xà phòng. Trong thời điểm này,
Để tránh virus corona thì các em cũng phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nha. Now we have 10 sentences. Chúng ta có 10 câu. Bây giờ các em sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để viết ra 10 câu cho cô ha. Nào. 4 minutes for you. Let's begin. Right? Now, the time is over. Let's correct. Nào, cô trò mình cùng sửa ha. Number one. Nam washing his face. Nam đang rửa mặt. Number two. I'm doing the housework. Tôi đang làm việc nhà. Trong thời gian này thì các em ở nhà nhớ phụ giúp bố mẹ làm việc nhà nha. Number 3, B's reading. B đang đọc sách. Number 4, Vivi's playing the piano. Vivi đang chơi đàn piano. Number 5. Thanks listening to music. Anh đang nghe nhạc. Number 6. Thủy singing. Thủy đang hát. Number 7. Hoa's eating chocolate. Hoa đang ăn kẹo chocolate. Number 8. Thong's working. Thông đang làm việc. Number 9. Lynn's driving her car. Lynn đang chạy xe hơi. And the last one. We're waiting for a bus. Chúng tôi đang chờ
một chiếc xe bus. Các em nào làm đúng hết 10 câu không nào? Nếu có, chúng ta cũng sẽ có quà khi gặp nhau ở trường nha. Nào, bài tập kế tiếp sẽ thú vị hơn nhiều. We have 6 pictures. Now look at the picture, please, and then write the question and the answer. Các em sẽ nhìn tranh và cho cô biết câu hỏi sẽ là gì và câu trả lời sẽ là gì nhé. We have 4 minutes too. Let's begin. Các em cũng có 4 phút. Bắt đầu nào. Now, the time is over. Let's correct. Ta bắt đầu sửa nha. Now, picture A. The question is, what are they doing? And the answer, they're skipping. Họ đang làm gì? Họ đang nhảy dây. Rồi, em nào đúng thì sẽ ghi dấu đúng và sai thì sửa lại ha. B. The question is, câu hỏi là what is she doing? And the answer, she playing table tennis. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang chơi bóng bàn. Good. C. What is she doing? She singing. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang hát. Tiếp tục nha. D. What is he doing?
He's playing soccer. Anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang chơi bóng đá. E. What is he doing? He's reading. Anh ấy đang làm gì? Anh ấy đang đọc sách. And the last one, F. What are they doing? Họ đang làm gì? They're watching TV. Họ đang xem TV. Yes. Các bạn nào đúng hết 6 câu không nào? Đúng cả 6 bức tranh không? I hope all you are right. Cô hy vọng là tất cả đều làm đúng hết. Hả? Let's move to the next part. Right. Part A. Ask your partners. Ở phần viết này các em sẽ có nhiệm vụ đầu tiên là hỏi bạn bè mình. Câu hỏi gì nào? Which sports do you play? Which sports do you play? Bạn chơi môn thể thao nào? For example, cô có hai bạn làm mẫu nè. Nam soccer and badminton, Lan skip and swim. Vậy em sẽ hỏi Nam như thế nào? Which sports do you play? Bạn chơi môn thể thao nào? Và Nam sẽ trả lời, I play soccer and badminton. Tôi chơi bóng đá và cầu lông. How about Lan? What sports do you play? Và Lan sẽ trả lời, I ski and swim. Bạn chơi môn thể thao nào? Tôi nhảy dây và bơi lội. Được chưa? Sau khi có những câu trả lời từ bạn bè, thì các em sẽ làm gì nè? Write the answers in your exercise book. Viết những câu trả lời của họ vào trong vở bài tập. Cô là mẫu. Nam plays soccer and badminton. Lan skips and swims. Nam chơi bóng đá và cầu lông. Lan nhảy dây và bơi lội. Chúng ta chú ý, khi chủ từ là ngôi thứ ba số ít, như là Nam, như là Lan, thì chúng ta sẽ thêm S-E-S vào động từ với thì hiện tại đơn ở thể khẳng định ha. Now, task B. Now write about the sports you play. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết về những môn thể thao mà chúng ta chơi. For example, tôi có câu mẫu. I do aerobics and trot. Tôi tập thể dục nhịp điệu và đi bộ thể dục. Ở nhà các em sẽ luyện tập hai phần này nha. Mình sẽ hỏi bạn bè hoặc người thân cũng được. Là bạn bè hay người thân của mình chơi môn thể thao nào? Sau đó mình sẽ viết ra. Cái nữa là các em sẽ viết những cái môn thể thao mà chính bản thân mình chơi á. Ha. Now remember. Cuối bài hôm nay thì chúng ta sẽ rút ra được những cấu trúc nào nè. Thứ nhất, hỏi xem người khác chơi môn thể thao nào. Mình có, what sports do you play? Bạn chơi môn thể thao nào? I play soccer. Tôi chơi môn đá bóng. What sports does she play? Cô ấy chơi môn thể thao nào? She plays badminton. Cô ấy chơi môn cầu lông. Cô nhắc lại lần nữa là khi chủ từ là he hay she thì trong câu hỏi ở thì hiện tại đơn các em sẽ mượn trợ động từ does chứ không phải do ha. Và ở câu trả lời
Nhắc thêm lần nữa vì hay sai lắm. Chúng ta sẽ thêm S hoặc ES vào động từ. Có thể khẳng định ha. Và thứ hai, hỏi xem người khác bây giờ đang làm gì. Ở phần A1 mình cũng học rồi, và phần A2 mình ôn lại. What are you doing now? Bây giờ bạn đang làm gì? I'm playing soccer. What is she doing now? Bây giờ cô ấy đang làm gì? She's playing badminton. Ở nhà, hỏi và đáp những câu trúc này càng nhiều càng tốt nha. Nào, listen to the song. Nào, giai điệu dễ thương của bài hát cho chúng ta cảm giác thư giãn, nhưng qua đó cũng nhắc nhở các em ý thức được là những điều nên làm để phòng tránh sự lây nhiễm của virus corona. Ha? Now homework. First, learn new words and remember. Đầu tiên học từ mới và ghi nhớ những cấu trúc câu cho cô ha. Then do exercises from the school website. Làm bài tập từ trang web của trường. And next, prepare unit 12, C1 and 2. Chuẩn bị bài 12, phần kế tiếp chúng ta sẽ học là phần C1 and 2, C1 và C2. The lesson is over. Thanks for your watching. Thanks for your listening. Goodbye. See you next time. Bài học đã kết thúc. Rất cảm ơn các em đã xem video này. Rất cảm ơn các em đã lắng nghe cô. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài học trực tuyến lần sau. Ha.